Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 2, câu 22 đến câu 32. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môi-se, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Chúa. Như đã chép trong lề luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây ở Jerusalem có một người tên là Simeon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa và đang đợi chờ niềm an ủi của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho tôi tới Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán, vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Truyền nhân thế mong chờ, nhưng vẫn ngoan hiền thánh hiến theo luật dâng tiến Chúa Cha. Người là ánh sáng của muôn dân, soi chiếu cho dương trần. Người là vinh quang của dân riêng, đem phúc lộc muôn thiên. Âu Chúa trời công chính tới ngự trong thánh đài, cho ai lòng thân phục hôm mai hưởng phúc vinh an bình. Bao năm đợi chờ ơn Chúa bây giờ mới gầm trẻ thơ, tiên tri nghẹn lời tay ấm con trời cao rao được xem thấy ơn Chúa dư đầy ban xuống nhân trần, nên ước chung phần mong chết an bình về chốn phúc vinh. Người là ánh sáng của muôn dân, soi chiếu cho dương trần. Người là vinh quang của dân riêng, đem phúc lộc muôn thiên.
nhiều người sa ngã hay sẽ đứng dậy ân nghĩa đong đầy. Thêm lưỡi gươm lạ đâm thấu tâm và ngàn nỗi xót xa. Người là ánh sáng của muôn dân, soi chiếu cho dương trần. Người là vinh quang của dân riêng, đem phúc lộc nguồn thiêng. Âu Chúa là mặt trời công chính, tới ngự trong thanh đài, cho ai lòng thân phục hôm mai hưởng phúc vinh an bình. Sứ điệp lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh còn được gọi là lễ nến, vì ông Simeon đã gọi Chúa Giêsu là ánh sáng các lương dân và là vinh quang của Israel. Dân Chúa, người tín hữu có sứ mạng chiếu tỏa ánh sáng Chúa Kitô bằng đời sống thánh thiện. Lạy Chúa Giêsu, như bất cứ gia đình Do Thái nào, sau khi sinh 40 ngày, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã đem Chúa lên đền thờ Jerusalem để dâng cho Thiên Chúa. Như luật Mô-sê dạy, mỗi con trai đầu lòng phải được hiến dâng cho Thiên Chúa để ghi nhớ kỳ công Chúa đã thực hiện cho dân Do Thái. Mỗi đứa con trai đầu lòng đều được Thiên Chúa cứu thoát trong biến cố xuất hành, nên phải dâng cho Chúa vì nó thuộc về Chúa. Lạy Chúa, bản thân con cũng không khác gì đứa con trai đầu lòng của người Do Thái, nghĩa là hoàn toàn do ơn Chúa mà có. Vì thế, cuộc đời con hoàn toàn thuộc về Chúa. Con chỉ thuộc về Chúa khi đời sống con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Nhờ đó, con trở thành ngọn đèn cháy sáng giữa lòng thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin cho con trở thành ánh sáng khi dám ra khỏi chính mình, dám ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan, để can đảm sống những đòi hỏi của tin mừng. Xin cho con trở thành ánh sáng khi dám chấp nhận bóng tối cuộc đời, chấp nhận những thử thách của cuộc sống, chấp nhận những bước đường gồ ghề phải đi qua. Lạy Chúa, xin giúp con. Amen. Ghi nhớ, mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ